Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và bây giờ, mình sẽ kể cho tất cả các bạn nghe một câu chuyện về việc lý do vì sao mà các bạn không nên sinh tồn trong thế giới Minecraft vào lúc trời mưa. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như sau. Ôi trời đất ơi, đúng là xui xẻo và quái đản thiệt sự luôn. Cái cơn mưa chết tiệt này nó xuất phát và nó xuất hiện từ lúc nào vậy? Đúng là khổ ghê á mà. Mọi chuyện đó nha, đang càng ngày càng trở nên rắc rối rồi. Không biết phải làm sao bây giờ. Ngày hôm nay đó, là mình đang sinh tồn ở trong một cái thế giới Minecraft mới nè. Và mình đã bị lạc ở bên trong một cái khu vực, khu rừng gỗ Vân Sam. Và bởi vì á hả, mình bị lạc quá lâu luôn, nên mình mới tìm mọi cách đó nha, để mình có thể thu thập thiệt là nhiều ván gỗ sồi, cũng như đó hả là gỗ Vân Sam á, để mình có thể xây nhà. Vậy mà đang thu thập á hả, thì đùng một cái trời mưa to xuống nè. Và không biết đó nha, mưa thì bao giờ mới tạnh nữa. Mệt mỏi ghê. Và cơn mưa này là mình cảm thấy rất là lạnh lẽo luôn. Nhưng mà điều đặc biệt nhất á, là mình cảm thấy sợ hãi nhất. Đó chính là mình lo rằng cái bọn zombie, Reaper, Skeleton và đặc biệt là Enderman sẽ xuất hiện. Và sau đó đó nha, bọn chúng đó sẽ tìm mọi cách để mà tiêu diệt mình. Thôi, nghĩ tới hả, thấy ghê rồi. Mau chóng á, tìm cách thoát ra khỏi cái khu vực khu rừng này thôi. Chứ nếu không á, là mọi chuyện tồi tệ lắm. Và wow, từ, có vẻ như mình thành công rồi. Mình đã thoát khỏi được khu vực khu rừng gỗ Vân Sam và... Ồ, điều hay ho nhất đó chính là mình đã nhìn thấy được một ngôi làng rồi nè. Vậy là hay quá. Bây giờ đó hả, mình sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề trú ẩn nữa. Mình cũng sẽ không bị lo làm mưa ướt nữa. Bởi vì đã có ngôi làng rồi, thì mình có thể dễ dàng vào ngôi làng đó để mà có thể sinh tồn và trú ẩn. Được rồi, vào làng thôi nào, vào làng thôi. Hả? Ủa? Sao bỗng nhiên mình lại nghe thấy tiếng của ông dân làng vậy? Và hình như đó nha, giống như đó là tiếng ông dân làng đó phát ra từ phía sau lưng của mình. Đúng là kỳ lạ ghê. Và hả? Ủa? Coi nè, thật sự đó nha, có một ông dân làng đang đứng sau lưng mình luôn á. Nhưng mà rõ ràng là hồi nãy mình đâu hề thấy ông ta đâu. Tôi chào ông dân làng nha. Dân làng, lang thang ở ngoài trời mưa như thế này thì điều đó chứng tỏ cậu cũng không được thông minh nhỉ? Hả? Ông nói làm sao? Tôi không được thông minh? Ý ông là tôi ngu quá hả? Nè ông dân làng, ông nói cái gì vậy? Ý ông là sao? Ý tôi là cái thời tiết như thế này thì việc đi ra ngoài tắm mưa sẽ làm cậu bị cảm đấy. Trời đất ơi, công dân làng kia. Thiệt sự đó nha, tôi đó hả, chỉ là một player Minecraft bình thường thôi. Tôi đang sinh tồn thì bỗng nhiên gặp trời mưa, chứ tôi đó hả có muốn tắm mưa đâu. Tôi đang tìm nơi trú ẩn á. Còn ông thì sao? Ông mới là người kỳ lạ. Làng của ông ở phía bên kia kìa. Thì tại sao đó nha, ông không chịu vô làng trú ẩn, gọi là trú mưa đi, mà ông đứng đây làm chi? Chắc chắn đó hả, ông mới là người bị cảm đầu tiên đó. Ông dân làng ạ, à, ông bị sao vậy? Dân làng. À, tôi sống ở một cái chòi nhỏ gần đây và nhiệm vụ của tôi là ngăn người ngoài vào làng. Hả? Ông nói làm sao? Bộ làng của ông là không được phép cho người khác vào làng hả? Gì kỳ vậy? Xin lỗi cậu nhé, làng này không tiếp nhận người mới vì số lượng đã đủ người rồi. Cảm phiền cậu đừng vào ngôi làng này. Trời đất, vậy là gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, mình không được phép vào bên trong ngôi làng đó hả? Tiền sự luôn á nha. Đây đó là lần đầu tiên tôi thấy một cái ngôi làng mà không hề có tính hiếu khách gì cả. Kỳ lạ ghê. Thôi được rồi, nếu như đó nha, ông không muốn cho tôi vào làng thì thôi, tôi không thèm vào làng nữa. Mà cậu nên lo mà tìm chỗ trốn đi. Hả? Tại sao tôi lại phải tìm chỗ trốn? Trời mưa thì thật sự không ổn đâu. Hả? Ông nói làm sao? Bây giờ tôi phải tìm chỗ trốn bởi vì trời mưa là không ổn hả? Trời mưa thì bị gì hả? Ông nói chuyện gì đấy nha, tôi nghe tôi chả hiểu chết ông dân làng ơi. Trời mưa thì bị sao? Trời đất, ông ta biến mất tiêu luôn rồi. Vậy làm sao nhỉ? Rốt cuộc là cái thế giới Minecraft này có vấn đề gì vậy? Đầu tiên đó nha, là một ông dân làng ông ấy tới và nói chuyện với mình một kiểu rất là khó nghe luôn, cực kỳ bực bội. Và sau đó ông ta ngăn mình vào bên trong làng bởi vì ngôi làng này đã đủ người ở rồi. Rồi sau đó ông ta còn nói rằng đó nha, là bây giờ mình phải lo mau chóng tìm chỗ trốn đi bởi vì trời mưa là không ổn hả? Nhưng mà ông ta đi đâu được ta? Mình nghĩ rằng chắc là cái ông dân làng đó, ông ta sống bên trong những cái hang như thế này nè. Bởi vì ông ta nói rằng đó nha, là ông ta sống ở một cái chòi nhỏ gần đây và ông ta có nhiệm vụ là ngăn người lạ vào ngôi làng. Thôi được rồi,
Nếu như đó nha, cái ông dân làng nó không cho phép mình vào bên trong ngôi làng thì thôi, mình cũng không thèm nữa. Bây giờ mình đó hả, sẽ xây một cái ngôi nhà ở cái vị trí chắc là ok. Mình sẽ xây nhà ở đây luôn. Mình sẽ xây một cái ngôi nhà đó hả, ngay tại cái vị trí khu vực khu rừng gỗ Vân Sam này luôn, thì mình có thể quan sát ngôi làng. Rồi một điều đó nha, là để mình đó hả có thể cho thấy đó nha, là việc cái ông dân làng kia ngăn mình vào làng là tai hại và sai trái như thế nào. Bởi vì mình có khả năng xây nhà nè, mình có khả năng đó nha làm tăng gia sản xuất, mình có khả năng giúp đỡ các ông dân làng phát triển ngôi làng trở nên tầm cao mới luôn, mà không chịu cho mình vào làng đó nha, thì mình tự xây một ngôi làng luôn. Được rồi, trước tiên bây giờ hả mình cần phải xây một ngôi nhà đó. Mình xây một ngôi nhà gỗ Vân Sam khá là đẹp, khá là dễ thương thôi. Từ này nó hơi bị lố rồi. Ở đây đi. Và ở đây như thế này. Ok rồi đó. Bây giờ ở đây 2, 3. Rồi. Bây giờ hả chúng ta đó nha, sẽ xây một căn nhà thiệt là nhanh để có thể trú mưa. Bởi vì bây giờ hiện tại đó, mình mà tắm mưa một hồi nữa là kiểu gì á, mình cũng sẽ bị bệnh chết cho mà xem. Cho nên chúng ta cứ ưu tiên cái việc gọi là hả xây nhà nhanh nhất có thể là được. Rồi như thế này, như thế này, như thế này, như thế này. Và mình sẽ như thế này. Ok. Đặt một cái bàn chế tạo ra nào. Một cái bàn chế tạo ở đây. Và sau đó mình sẽ làm một cái cánh cửa gỗ Vân Sam. Và ten. Ok luôn. Và coi như đó nha, là mình đã tạm thời gần như hoàn thành xong được cái ngôi nhà nhỏ xíu của mình rồi đó. Một ngôi nhà đó hả, tuy là cũng không có quá bự đâu, cũng không có quá đẹp, nhưng mà đây là một ngôi nhà cơ bản để mình có thể dễ dàng sinh tồn hơn. Bây giờ mình sẽ dùng thủy tinh ở đây nè, lắp ở đây, lắp ở đây. Và chắc là mình sẽ lắp ở đây và ở đây luôn. Ok, để mình có thể dễ dàng quan sát tất cả mọi thứ nha. Rồi ở đây chắc là mình sẽ dùng những cái tấm thủy tinh đi. Ok, tấm thủy tinh như thế này và một đây. Ok, đẹp luôn rồi đó. Rồi, bây giờ để mình đó hả xây một cái trần nhà đó thôi là ok. Trần nhà thì chắc mình cũng sẽ làm đơn giản thôi. Mình phá mấy cái này đi. Chúng ta cũng không cần làm cái trần nhà cho nó quá đẹp đâu. Miễn trú mưa được rồi. Rồi đó, ok. Rồi, chắc chắn đó nha, là bây giờ mấy ông dân làng đó hả sẽ rất là hối hận luôn khi mà đã không để mình vào bên trong ngôi làng của mấy ông ta để có thể xây nhà. Đây nè, một ngôi nhà nhỏ thôi nè các bạn. Rồi, đóng cửa lại thôi. Và phá cục hả này, ok. Đặt cái lò nung ra. Vậy là mình đã hoàn thành xong rồi đó. Một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh để trú mưa trong thế giới Minecraft ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời. Ủa, từ từ. Nhưng mà sao tự nhiên mình vừa xây ngôi nhà xong thì mình lại nghe thấy tiếng hét vậy? Mà cái tiếng hét này đó nha, giống như đó hả là tiếng hét của các ông dân làng vậy đó. Chẳng lẽ các dân làng gặp chuyện rồi hả? Từ. Để thử đi vô bên trong ngôi làng coi thử xem đó nha, là rốt cuộc đó hả đã có chuyện gì xảy ra, và là các ông dân làng tại sao mình lại nghe tiếng hét cơ chứ? Cái gì vậy? Nè, ngôi làng nghe nè, trước mặt của mình. Chuyện gì vậy ta? Để thử đi vô coi. Và mình thấy đó nha, là ngôi làng vẫn còn sáng đèn bình thường. Hình như bên trong kia có ông dân làng đó ta. Không phải, không rõ nữa. Đi vô sau thử coi. Và wait, what, cái gì đây? Vệt máu. Ông dân làng này, ông ta chết rồi. Hả? Lần sao? Cái quái gì vậy? Mình tưởng đó nha, ngôi làng này đó hả là một ngôi làng an toàn mà. Sao ông dân làng này lại chết? Và hả? Nữa nè, một cái xác chết thứ hai. Ông dân làng thứ hai chết. Ông dân làng thứ ba. Hả? Đây đó nha, giống như đó hả là một cuộc thảm sát, một cuộc ám sát vậy đó. Toàn bộ tất cả các dân làng đều bị giết chết giữa đêm trời mưa hả? Nhưng mà ai làm mới được cơ chứ? Wait, what? Và hình như là ở đây cũng còn một cái xác chết đó nè. Trời đất ơi, quá trời luôn. Hả? Cái chuyện gì ghê gớm vậy? Các ông dân làng ơi, sao mà các ông dân làng bị giết chết vậy? Thật sự quá đáng sợ và kỳ lạ luôn. Số lượng dân làng chết nhiều dữ vậy hả ta? Hả? Ủa? Wait, what? Ai đang đứng đó vậy? Và tại sao đó nha, hắn ta lại nhìn mình làm sao? Hắn là ai vậy hả? Ui, và có vẻ như đó nha, hắn biến mất rồi. Hình như hắn chính là kẻ đó hả, để giết chết và tiêu diệt hết toàn bộ dân làng đó. Thôi rồi, hắn ta thấy mình rồi, bỏ chạy thượng sách, quay về nhà lẻ lên. Vậy có khi nào đó nha, cái tên ác quỷ đó chính là cái tên mà ông dân làng hồi nãy ngăn mình vào làng nó nói không? Ông ta nói rằng đó nha, là trời mưa là không ổn đâu, có vẻ như hắn ta chính là con ác quỷ đó hả? Thôi, về nhà trốn lẹ lên, đáng sợ quá đi à, mình không biết phải nói làm sao luôn á. Rồi mở cửa ra, đóng cửa ra, cầm nút ra,
Ây da, đáng sợ quá đi. Cuối cùng đó nha, thật sự là hắn ta là cái thực thể gì vậy trời? Hắn ta là ai vậy? Trời đất ơi, đáng sợ quá đi à, lo lắng ghê luôn á. Ở trong nhà trú mưa mà bây giờ đó hả, cũng sợ hãi thiệt sự luôn, quá là kinh khủng. Wait, what? Từ từ, sao tự nhiên bây giờ mình lại nghe thấy đó nha, giống như là có ai đó đang gõ vào cửa kính vậy. Ai vậy? Và... Ây, ai vậy? Ủa? Bây giờ hắn ta lại biến mất rồi. Tôi bỏ nhà, chạy lẹ, rời khỏi thế giới Minecraft này, phải rời khỏi thế giới này thôi. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc lý do vì sao mà các bạn không nên sinh tồn, không nên chơi thế giới Minecraft vào một ngày mưa hoặc là trời mưa ở trong thế giới Minecraft. Bởi vì rất có thể sinh vật màu đỏ, thực thể màu đỏ ác quỷ này sẽ đón chờ các bạn và giết chết các bạn giống như cách mà hắn ta đã giết các dân làng vậy đó. Còn các bạn thì sao? Đã bao giờ các bạn chơi Minecraft vào một ngày trời mưa, vào lúc trời mưa trong thế giới Minecraft và các bạn nhìn thấy những điều kỳ lạ, bí ẩn và kinh dị chưa? Hãy trả lời dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên, hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ.